Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, bác sĩ Stefan Guerrero, người được mệnh danh là phù thủy của những bàn tay, với gần 30 năm kinh nghiệm, là thành viên sáng lập của Viện Phẫu thuật Bàn tay Pháp, đã trở lại Việt Nam tiến hành 12 ca phẫu thuật cho 12 trẻ em nghèo tại Bệnh viện FV. Đây là lần thứ 23 vị bác sĩ lừng danh này đến Việt Nam mang cơ hội hồi phục bàn tay dị dạng cho các trẻ em không may mắn. Trong 12 trường hợp may mắn được phẫu thuật, rất nhiều hoàn cảnh phụ huynh đưa con từ Đắk Lắk, miền Tây, từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện phẫu thuật. Đặc biệt, em Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2006, ngụ huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, bị dị tật dính liền toàn bộ ngón tay, ngón chân bẩm sinh. Đáng chú ý, Trung là trẻ mồ côi, sống với bà ngoại từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Theo bà Lê Thị Lan Khanh, giám đốc quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, tất cả các chi phí phẫu thuật đều được quỹ chi trả, các gia đình không chi bất cứ một khoản nào liên quan đến phẫu thuật. Tùy tình hình, các ca từ phức tạp đến đơn giản, có ca chỉ từ vài chục triệu, nhưng cũng có ca phức tạp lên đến vài trăm triệu. Toàn bộ tiền bạc của quỹ đều có sự giám sát của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng một lần, có kiểm toán độc lập. Được biết, bác sĩ Stefan Guerrero sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 11 năm nay để có thể điều trị được cho nhiều bệnh nhi hơn. Bởi danh sách các bệnh nhi còn rất nhiều, các em đang cần sự giúp đỡ của các bác sĩ, cũng như tấm lòng và sự quan tâm của cả cộng đồng.